Các bạn thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa lại được gặp các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Đây là bài học thứ hai. Mấy hôm nay, bạn và người vợ sắp cưới hay người chồng sắp cưới có gặp nhau không? Thương nhau mà nếu không được gặp nhau, không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, các bạn sẽ cảm thấy như thiếu điều gì phải không? Các bạn cần gặp nhau thường xuyên, trong những khung cảnh và hoàn cảnh khác nhau, để biết rõ nhau hơn. Các bạn cần biết cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau, hầu sau này không ngỡ ngàng hay thất vọng. Các bạn đang sắp bước vào hôn nhân, nhưng các bạn có biết tại sao mình lập gia đình và có biết mục đích của hôn nhân là gì không? Mục đích của hôn nhân được ghi rõ trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và 28 ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất." Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: "Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất." Theo các câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, Đức Chúa Trời tạo dựng người nam, người nữ và thiết lập hôn nhân với ba mục đích sau đây. Thứ nhất, để con người sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Thứ hai, để con người quản trị trái đất. Và mục đích thứ ba, để con người quản trị tất cả các loài vật trên đất. Ngoài ba mục đích vừa kể, Kinh Thánh cũng cho thấy những mục đích khác của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi như vậy: "Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó." Như thế có thể nói, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân với mục đích thứ tư là để con người không sống trong cô đơn, nhưng có một người ở bên cạnh giúp đỡ mình. Ngoài ra, trong thư Ê-phê-sô chương 5 ở trong Thánh Kinh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô so sánh tình yêu vợ chồng với tình yêu Chúa cứu thế dành cho hội thánh. Điều này cho thấy rằng mục đích thứ năm, Chúa dùng hôn nhân để giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta và giúp chúng ta biết rõ bổn phận của chúng ta đối với Ngài. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp và cần thiết cho con người. Hôn nhân là một định chế không những cần thiết nhưng cũng thật là tốt đẹp. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tôn trọng hôn nhân. Người nào không tôn trọng hôn nhân sẽ bị Ngài đoán phạt. Tác giả thư Hebrew viết như vậy: "Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình." Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Ước mong rằng qua những lời Thánh Kinh chúng tôi vừa trình bày, các bạn thấy rằng không những hôn nhân cần thiết cho đời sống, nhưng cũng là điều tốt đẹp. Chúng ta không nên xem thường, nhưng phải tôn trọng hôn nhân. Ngày nay một số người thường có cái nhìn sai lệch về hôn nhân. Họ cho rằng hôn nhân không tốt đẹp và không trong sạch. Có người thì xem hôn nhân là điều không quan trọng và không cần thiết. Cả hai quan niệm này đều sai lầm. Những người cho hôn nhân không trong sạch và không tốt đẹp vì nghĩ rằng tình dục, kể cả tình dục trong hôn nhân, là điều bất khiết. Vì quan niệm như thế nên những người này ép mình vào đời sống độc thân. Nhưng theo lời Chúa Giê-xu dạy, chỉ những người được ơn đặc biệt mới có thể sống độc thân. Ngoại trừ những người bẩm sinh, nếu không bởi ơn Chúa và không được Chúa kêu gọi, không ai có thể sống độc thân.
Đó là theo lời dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 11 và 12. Chính vì thế mà trong số những người ép mình sống độc thân, nhiều người đã ngã vào cám dỗ và phạm những tội lỗi kinh khiếp. Nếu các bạn muốn sống độc thân để tránh những phiền toái và trách nhiệm của đời sống vợ chồng, chứ không phải vì được ơn Chúa, các bạn sẽ khó có thể thắng những cám dỗ về tình dục, vì các bạn sống theo sức riêng, chứ không phải sức của Chúa. Có những người không được ơn Chúa để sống độc thân, nhưng vì luật lệ của giáo hội buộc phải sống độc thân. Những người đó sống trong gò bó, khó khăn và thường phạm tội trong tâm tư ý tưởng. Những tệ trạng trong hàng giáo phẩm mà chúng ta thường nghe chính là hậu quả của việc đi ra ngoài khuôn khổ và lề luật tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã thiết lập. Đức Chúa Trời đã phán: loài người ở một mình không tốt. Sao chúng ta lại ép mình sống một mình để rồi phạm tội? Một số người khác thì cho rằng hôn nhân không cần thiết. Những người này nói rằng tại sao lại phải có lễ hỏi, lễ cưới? Tại sao phải hứa nguyện với nhau, phải trao nhẫn cưới cho nhau? Vì quan niệm như thế, họ chủ trương rằng khi hai người yêu nhau thì cứ tự do sống với nhau, không cần nghi lễ hay hình thức cưới hỏi gì cho phiền phức. Vì cho rằng hôn nhân không quan trọng và không cần thiết, những người này sống chung với nhau như vợ chồng mà không làm đám cưới, không có hôn thú, không kể mình là vợ chồng của nhau mà cũng không hứa nguyện suốt đời trung thành với nhau. Họ đồng ý rằng nếu còn hợp, còn thương thì sống chung. Khi nào không thương và không hợp nhau nữa thì chia tay. Không có một luật lệ nào ràng buộc hai người. Ngoài nhóm người xem hôn nhân là không trong sạch và nhóm người xem hôn nhân là không cần thiết, còn có nhóm người thứ ba là những người cho rằng hôn nhân không nhất thiết phải là giữa một người nam và một người nữ, nhưng giữa hai người cùng phái tính cũng là hôn nhân. Các bạn thân mến, đây là một quan niệm tội lỗi ghê tởm, chống nghịch với luật của Đấng Tạo Hóa và bị Thánh Kinh lên án nặng nề. Nếu các bạn đọc thư Roma chương thứ nhất, sẽ thấy lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô dành cho những người chấp nhận đời sống tính dục đồng giới. Các bạn thân mến, đó là triết lý sống của những người có tinh thần phản loạn, cố tình chống lại những luật lệ tốt đẹp của Đấng Tạo Hóa, đặc biệt là chống lại định chế hôn nhân và gia đình. Chúng tôi tin rằng các bạn, những người trẻ đang theo dõi chương trình này hôm nay, không ai có suy nghĩ sai lầm như thế. Những người có nếp sống tội lỗi, đi ngược lại với định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời, cuối cùng sẽ gặt lấy những hậu quả ê chề. Họ sẽ bị bệnh hoạn, đau đớn trong thể xác lẫn tinh thần, và cuối cùng là bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục.